Đây là con cá mối này, sau khi phi lê xong lấy hai bên lườn phơi khô lên, tẩm muối phơi khô. Tẩm muối chơi không? Đúng rồi, tẩm muối phơi khô. Tẩm muối chơi không? Chiên hoặc nướng. Chiên hoặc nướng. Đúng rồi, uống với bia hơi, đúng không? Uống là đi hơi. Ừ, đúng rồi, ngày nào uống bia hơi không? Đây, con cá mối đấy. Con cá mối à? Ngon chưa? Lấy về rửa sạch, cắt đầu, bỏ ruột. Rồi. Phơi lên. Phơi khoảng 2-3 nắng là cả nó khô rồi. Và đừng có phơi khô quá. Xong rồi đem chiên hoặc nướng, uống bia hơi, mùa hè quá ngon. Đấy. Đây. À, trong tay ơi làng này. Đúng rồi. À, trong tay tôi làng này. Tẩm muối mắn thôi. Tẩm muối làng thôi. Ừ, rồi phơi thôi. Rồi chơi. Ừ. Đã rồi à. Về cái này lâu như ta về không công đoàn đánh vảy là hơi lâu. Đã rồi. Mổ phơi tí chút xíu. Đánh vảy này, có là vảy đánh vảy này. Yeah. Rồi rửa, cắt đầu, bỏ ruột này, đánh vảy này. Rồi phi lê đi, tách hai lớp thịt ra, bỏ lớp xương ở giữa đi này. Ăn con xương mùn nữa. Cà khô này thì nhầu bia hơi mùa hè tuyệt vời rồi. Nướng hoặc chiên, nhưng mà chiên nhanh hơn. Chiên nhanh hơn. Ừ. Ăn đỡ hút mùi khói. Ngon. Đúng không? Quá ngon. Đấy, hải sản Hải Bình đấy. Bà nào cần thì nhìn thế nhá.